đi còn phải uống cũng chết. Xong nói chuyện đi, nói chuyện dữ lắm mà, theo giờ nói chuyện đi, theo tôi cầm điện thoại không nói chuyện đi hả? Cái kỳ dạ, cái kỳ cục quá dạ. Chó Hà, chó con ơi, chó con ồ, chó con ơi, sao không nói chuyện đi, rồi miếu cái mỏ kìa, rồi cái mỏ kìa. Chó ơi, ừ chó xấu quá trời luôn rồi, chó khóc mà chó xấu quá à, ừ chó khóc mà chó làm xấu quá trời quá đất ơi. Nó đại đồ con hả? À? Ừ. Có đại đồ không? Có kiếm thấy có nghe ai nói chuyện không? Hả? À? Có nghe không? Ừ. Rồi cái mỏ kìa. Rồi cái mỏ kìa. Mẹ mày ít ác mà. Quá mờ nó ăn hiếp nhỏ vậy mà nó để cho nó khóc kìa, nó khóc tôi kìa, sao gì kì.